anh em. Hôm nay thứ hai đầu tuần ngày 28 tháng 11 em mới về vít máy lên cho anh em tham khảo, anh em ưng mã số nào điện Zalo trực tiếp cho bên em bao ship nha anh em. Bên em đặc biệt hàng bên em bán là bao ship hết nha. Cũng như thường lệ cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ. Và chúc anh em một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc nha. Rất rất nhiều hạnh phúc bên người thân nha. Rồi, cảm ơn anh em trước nha. Bắt đầu em vô số 1 là lô máy mài nha anh em. Đó, máy mài ngoại hình mà căng nè anh em, nhưng mà tem hay lọt mất tiêu rồi anh em ơi. Đó, tem châu mất tiêu rồi, ngoại hình mới căng nha. Gió nhựa nha anh em. Điện 100V nha anh em. Điện 100V nha. Em xin nhắc lại luôn là hình thức bán hàng bên em là toàn bộ là bao ship hết nha anh em. Giá em đưa ra là bao ship rồi á. Dây điện này nha anh em. Chạy ok nha. Chạy rất ok nha. Rồi số 1 300 bao ship nha. Số 2 là một cây mài của Trung Quốc xuất Nhật nha anh em. Điện 100V nha. À, dây điện nè. Đó, này Trung Quốc xuất Nhật. Điện 100V nha anh em. Chạy rất là im nha anh em. Số 2 230 bao ship. Số 4 dây điện quấn băng keo chỗ này nha anh em. Bị chì da quấn băng keo nha, chứ không có bị đứt nha, gãy nha. Không có nấu nha. Đó, mà mình còn mới căng anh em. Này có con nào đây? Ở đây chữ gì không anh em ơi, không biết nha. 620W. Điện 100V. Máy chạy rất là ok nha anh em, không có lửa củi gì hết trơn nha anh em, chạy em ru nha. Số 3 300 bao ship nha anh em. Số 4 là cây mài của Hitachi nha anh em. Đó, cây mài công suất lớn nha, của Hitachi. 1010W nha anh em. Công suất khủng á. Cốt 100 nha anh em, cốt 10 nha. 110W. Đó, điện 100V nha. Cốt nhỏ nha, cốt 10 nha. Mày có thở đồng mềm nha anh em. Nè, chạy thở đồng mềm nè. Đó, thấy không? bao ship nha anh em. Mày có thở đồng mềm mà 330 là rẻ lắm nha anh em. Số 4 330 bao ship. Tại ngoại hình nó hơi cũ một tí. Tiếp theo là một cây mài của Kosuku nha anh em. Đó, Kosuku này là của Nhật nha. Kosuku của Nhật, thương hiệu của Nhật á. Ngoại hình rất là đẹp nha. Đó, dùm nè. Mẫu mã thiết kế rất là đẹp. Thân nhôm nha anh em. Tắt dưới nha.
Kosuko điện 100V nha anh em. Rồi, công suất đây rồi, công suất là 6.7A nè nha anh em. 640W, công suất 640W nha. Đó, kiếm cái người khác giờ. Số 5 320 bao ship nha anh em. Mà nó kim gỗ riêng khác nữa, con riêng này rỗng quá. À, cho điện này anh em. Điện cũng khá dài á. Của Hitachi nha anh em. Điện 100V 720W nha. GM SH4 nha anh em. 720W. Số 6 330 bao ship nha anh em. Số 7. Cái điện này nha anh em, quấn băng keo cái này nè nha. Đó. Đó ngoài hình. Điện 100V nha anh em. Công suất 720W nha, của Hitachi nha. Số 7 330 bao ship nha. Số 8. Này nói nha anh em, vậy đây cho này nói nghe anh em. Số 8 cũng là một cái mài của Hitachi luôn nha. Đó, có bảo vệ lưỡi luôn nha. Ý thằng này Hikuki anh em ơi, Hikuki đời mới nha. Này Hikuki. Điện 100V công suất 720W nha anh em. Hikuki. Ngoài hình còn mới can nha. Chạy rất nhẹ nhàng anh em. Số 8 350 bao ship nha anh em. Dây điện cũng khá dài nha. Mà có Hitachi nữa nha anh em. Nó tem mát còn đầy đủ nha. Ngoại hình cũng rất còn rất là ken nha. Này dính nước sơn xíu thôi nè. Điện 100V công suất 720W luôn nha. Số 9 350 bao ship luôn nha. Đó, số 10. Dây điện dài rất là dài nha anh em, nhưng nấu chỗ này nha anh em. Nấu rất là chắc chắn nha. Số 10 là cây mài của Makita nha anh em. Hiểu của Makita nha. Điện 100V. Công suất đâu nữa rồi, 720W nha anh em. 100V 720W nha. Makita 9530L nha anh em. Ngoại hình cũng rất ok á. Xương zin còn.
số 10, 350 bao ship luôn nha anh em, 350k. Số 11 là một cây này, không có cái đầu này, cái đầu gì đó anh em không biết nha anh em. Thì vì anh em nghiên cứu nha anh em, hôm nay giảm giá cho anh em còn 350 luôn á. Máy thì của Hitachi mà máy còn mới keng nha anh em. Lấy cái đầu này ra là chạy êm ru, chạy nhẹ nhàng luôn á anh em, không đá lửa, chạy rất là ngọt luôn. Có cái đầu này vô xong mà nó rung nè anh em, đầu này nè, em không biết cái đầu gì luôn nha. Vì anh em không thích thì tháo đầu này ra, gắn chế cái gì vô đó chế. Rồi để rẻ cho anh em luôn, số 11 350 bao ship luôn nha. Tiếp tục số 12. Số 12 một cây cơ lạnh. Cơ lạnh của Hitachi nha anh em. Đó, ngoại hình cũng rất là căng nha. Đó. Thì 100W công suất là 380W nha anh em. Cặp lưỡi còn nha anh em, đầy đủ nha. Chỉ không có lưỡi thôi. Dây điện zin của Hitachi luôn nha. Nước này nó hơi kẹt kì. Thằng này không có điều tốc nha anh em, không có điều tốc cũng không có đá lưỡi luôn nha. Đó. Số 12 350 bao ship. Số 13 là một cây cắt tôn nha anh em. Dây điện rất là dài nha. Đó. Số 3 là một cây cắt tôn, cây này rất nặng nha anh em. Thông số mất hết rồi. Còn mờ mờ trên này là cắt được 1.6 nha anh em. Đó, số 16 nè, cắt được ly 6 nè. Còn như này mờ hết rồi. Còn cắt bình thường, cắt to bình thường nha anh em, bao anh em cắt nha, bao anh em vũ cắt nha. Số 13 470 bao ship nha. Số 14 là một cây phan nha anh em, cây phan của Hitachi nha anh em. Phan này ngoại hình còn ngon nha anh em, ngoại hình cũng mới căng nha anh em. Có đảo chiều nha anh em. Đó, phan có đảo chiều nha. Ngoài hình cũng mới căng anh em. Đó. Thằng này không có phan búa nha, đầu kẹp 13 ly nha anh em. Ra vô nhẹ nhàng nha. Đầu kẹp 13 ly ra vô nhẹ nhàng. Không kẹt. Này kiếm bùa xong thì dặn vô đây làm tay cầm nha anh em. Dặn vô đây là làm được tay cầm nè. Rồi tắt máy. Gì? Đảo chiều này nha anh em, bóp ở trên là đảo chiều ngược con này nha.
bóp ở trên là chiều ngược nha anh em. À. Đó, chiều thuận nè nha anh em. Điện 100V nha anh em, công suất là 9A nha anh em. 9A 860W là nha anh em, cái này công suất rất là mạnh nha anh em. Anh em vừa phan là ok. 860W. Số 14 430 bao ship nha anh em. Số 14 dây điện rất là dài nha anh em. Đó, dây điện ok. Số 14, cái số 15 chứ. Là một cái fan hai chức năng nha anh em của Makita nha. Là có hai cấp nhanh chậm nha anh em. Đó, hai cấp nhanh chậm. Và fan búa nha anh em, đầu kẹp 13 ly luôn nha. Đó. Đầu kẹp 13 ly luôn, ra vô nhà nhà nha anh em. Vali. Thằng này không có đảo chiều nha anh em. Có phân bố mà không có đảo chiều nha, chỉ có nhanh chậm nha. Mà nhanh nè nha anh em, chậm nè nha anh em. À, chậm nè. Phân búa nha anh em. Kiếm cái gì nữa đây. Chắc được luôn. Phan thường và phan búa nha, chức hai chức năng luôn, nhanh chậm nhưng không có đảo chiều nha. Số 15 430 bao ship. Số 16 là cây phân bầu nha anh em. Cây phân bầu có 3 tay cầm đầy đủ nha. Đó. Bầu có Hitachi nha anh em. Dây điện zin Hitachi luôn nha. Có 3 tay cầm nha, tay cầm trên này nó hơi mẻ, trên này chút xíu quá mà kêu nha, không sao bình thường nha anh em. Đầu cổ ra vô nhẹ nhàng nha. Đầu kẹp 13 ly lớn nha anh em. 13 ly lớn nha. Rồi, số 16 450 bao ship nha anh em. Số 17 là một cây cơ xích nha anh em. Cơ xích găng còn rất là dày nha anh em. Găng còn bén dày nha. Chứng tỏ con này ít xài á, găng còn rất là dày nè. Đó, Ryobi nha anh em. Ryobi màu vàng nha, điện 100W công suất là 1250W là nha anh em. 1250W là nha. Đó, bơm nhất tự động. Ý bơm nhất tay nha anh em. Đó, ngoại hình khá ok nha. Ngoại hình khá đẹp nha. Chỉ có đầu lam này hơi xét chút xíu thôi chứ không sao, chà lại rồi. Số 17 470 bao ship nha anh em. Số 18 là cây cơ xích nữa nha anh em. Đó, găng này nó cũng còn dày nha anh em. Cũng còn hơi bén á.
Nhưng mà lam này dài hơn lam lam cây trước nha. Đó, lam này còn đẹp hơn nè, dài hơn luôn. Này cũng có review luôn anh em, dây điện nói nghe anh em. Nói rất là chắc chắn nha. Điện 100W nha anh em, công suất là 1250W luôn nha. Này có phá lưỡi nha anh em. Phá lưỡi là anh em bóp không được nha. À. Đó. Phá lưỡi nè. Số 18 500 bao ship nha anh em. Số 19 là một cây cư gỗ nha anh em, cây cắt gỗ nha, cư gỗ nha. Đó, dây điện quấn băng keo chỗ này, dây điện rất là dài nhưng quấn băng keo chỗ này. Nè. Còn khúc ngoài này dài lắm nha. Này có Hitachi nha anh em, không có đèn nha. Lưỡi còn rất là ok nha, nó lưỡi sáng còn đẹp nha. Đế nhôm Atimon nha anh em. À, nó bị chấp mất sơn nè anh em. Mất sơn xi ngoài. Này không có thắng nha anh em. Điện 100W nha, lưỡi chạy lưỡi 190 nha anh em. Điện 100W. Công suất là 1050W nha, chạy lưỡi 190 nha. Đó, cái thằng này nè anh em, vì anh em lấy ngốc chích đó, bắt nhẹ vô đây là làm cái chỗ nắm kéo lên kéo xuống nha anh em. Bàn nghiêng ngã 50 độ nhẹ nhàng nha, lên xuống nhẹ nhàng nha. Rồi số 19 407 bao ship. Số 20 là cây cắt gỗ của Kyobi nha anh em. Đó, dây điện còn rất ok nha, dây điện của Hitachi. Này có đèn nha. Đó, đèn đã không? Đế còn rất ok nè, đế sáng đẹp. Ngoài hình còn rất ok nhưng lưỡi thì nó hơi cũ nghe nè. Đó. Lưỡi cái mặt này nó bị xét nè anh em. Đó. Nhưng răng thì còn rất là ok nha. Răng còn rất là mà sáng bén nha anh em. Răng này răng dày nha. Này điện 100W nha anh em, chạy lưỡi 172 luôn nha anh em. Đó, chạy lưỡi 172 nha. Ruby. Này có khẩu đồng mềm nha anh em. Này có thắng nhưng thắng hơi chậm nha anh em. Nhưng không sao, yêu cầu có thắng được rồi, thắng hơi chậm nha. Số 20 400 bao ship. Số 21 cũng là một cây Ruby nữa nha anh em. Đó, chỉ là màu khác thôi, nó cũng bị gan nha anh em. Cũng có đèn luôn nè. Đó, đế Atimon. Đế này hơi bị dập nước sơn nha anh em. Đế nhôm. Nghiêng ngã vào trước sau 45 độ nha. Lên xuống nhẹ nhàng nha. Này điện 100W, chạy lưỡi 172 nha anh em. Đó. Lưỡi cũng còn hơi sáng hơn cây vừa rồi nha. Lưỡi cũng còn đẹp hơn luôn nha. Lưỡi đẹp hơn nhưng mà bị mẻ là 7-8 gần là nghe anh em.
cũng có chức năng khởi động mềm luôn nha. Rồi số 21 400 bao ship luôn. Số 22 là cây bào nghe anh em, bào của Makita điện 100V nghe anh em. Bào của Makita nghe, lưỡi 82 nghe. 1900BA nghe anh em. Công suất là 480W nghe, điện 100V nghe. Này có thắng nghe anh em. Lưỡi này mẻ hết lưỡi nghe anh em, lưỡi này vừa thay nghe. Mẻn lưỡi nè, lưỡi bên đây còn bén nè, còn sáng nè anh em. Còn lưỡi mẻn lưỡi nè. Cây này có thắng nghe anh em. Thắng nhẹ nhàng nghe. Đó. Thắng rất nhẹ nha. Rồi số 22 503 bao ship nha. Số 24 là cây bào của Hitachi nha anh em. Cây điện cũng rất là ok nha. Điện 100V nha anh em. Đó, ngoài hình rất là căng nè nha. Rất đẹp nha. Lưỡi 82 nha anh em, lưỡi còn ngon nha. Lưỡi không mẻ nha anh em. Lên xuống nhẹ nhàng nha. Được 100V nha anh em. Chạy lưỡi 82 nha. Công suất coi nhiêu rồi. Sức đâu không thấy ta. 460W nha anh em, công suất 460W nha. Có kiếm chùi khác mà được, kiếm cái ổ ghim khác mà ghim quá. Chạy hơi rất là đã nha anh em. Số 23 500 bao ship. Số 24 cũng là một cây bào của Hitachi luôn nha. Đó. Lưỡi 82 luôn nha anh em. 460W điện 100V nha. Hơi mẻ chỗ này chút xíu nhưng không sao, không có ảnh hưởng gì chơi nha, mẻ này không sao hết. Đó, ngoài hình không có nắp bụi nha. Đi gan trình hình nha. Lên xuống nhẹ nhàng nè. Ngoài hình còn mới căng nha, y găng cây trước nha. Nhưng mà mẻ chỗ này em giảm giá cho anh em đó nha. Lưỡi hơi nhâm nhâm chỗ này tới xíu nha. Vì anh em mài lại là xài nha anh em, hơi nhâm thôi. Lưỡi này không có nè. Lưỡi này bị nhâm nè. Để nó bị cắn nha anh em. Rồi số 24 450 bao ship. Anh em kinh mẹ cái này đi. Đi giùm em đi anh em ơi. Cái này nó quá nặng rồi, để hoài còn hoài. Cái này từng ship nhiều quá không anh em. Nặng từng ship. Ok nha. Lưỡi rất là bén anh em. Lưỡi rất bén nha. Bàn lên xuống nhẹ nhàng nha. Rồi đọc công suất luôn. Để 100W nha anh em. Công suất 12A nha. Đó, 12A 1150W á. Được 100V. Rồi nhá, chạy lưỡi mấy? Lưỡi 36 nha anh em. Lưỡi 36 mm nè. Rồi số 25 500 bao ship luôn. Chị chào má, không có 500. Số 26
là một cây đục của Hitachi nha anh em, cây chuyên đục nha. Đó, dây điện nè, cũng ok nha, dây điện bự luôn á. Đây 100W nha anh em. Ngoại hình cho anh em có ngoại hình trước nè, ngoại hình cũng còn căng nè anh em. Đó, này nhẹ dễ xài. 100W 1050W, nhỏ chứ nó có vỏ nha anh em. Đục nha anh em. Đục rất là mạnh nha. Bùm bùm á. Rồi số 26 600 bao ship nha. Tặng luôn cái mũi đục nha anh em. Đó. Số 27. Là một cây hai chức năng anh em, cây phan đục của Makita nha. Cây phan đục của Makita có tay cầm luôn nha anh em. À, hai chức năng. Bên đây là đục nha anh em, bên đây là phan nha. Đó. Nhưng mà em có cái mũi đục thôi, chứ không có mũi phan nha, cho nên tặng cho anh em cái mũi đục nha. Chứ không có mũi phan nha. Đó, tặng một mũi thôi, mũi đục. Đã có mũi phan tặng luôn mũi phan rồi. 17 ly nha anh em. Trước. Thì 100W nha anh em, công suất là 12A nha. Công suất 12A 1130W luôn nha anh em. Ủa, công suất ghê không? 1130W nha, phan đục hai chức năng. Bao cho anh em là phan đục còn bình thường nha anh em. Cây số 27 700 bao ship nha, 27 700. Tặng cho anh em mới được. Số 28 nè anh em. 28 nè. Là hàng này hàng của nội địa Trung Quốc nha anh em. Điện zin 220 nha, hàng nội địa của Trung Quốc chứ không phải là hàng khơ khơ nha anh em. Xài rất là ngon nha. Đó. Hanbo 1500W là nghe anh em. Này ghê lắm, công suất khủng lắm. Đục bao anh em đục nha, đục rất là mạnh nha. Đó, bao đục cho anh em. Điện zin 220 luôn nha, chứ không có quắn mà cũng không có cái mạch cản gì hết trơn á. Điện zin của máy nó luôn là 220. Đó, có điều tốc nha anh em, điều tốc 6 số luôn nha. À, điều tốc 6 số. Này ngoại hình này gan làm boss luôn nha anh em. Tắt nó nè. Rất đã. Số 1. Đi, sao ghi 110 trời, điện 220 ghi 210. Lộn anh em ơi. Điện 220 mà anh ghi 110 chạy không nổi. Rất là đã nha anh em. Số 2 nha. Số 3 nha. Số 4 nha. Số 5 nha. Số 6 nha. Ngoại hình còn mới ken anh em, ngoại hình rất là ok nha. Đó. Điều tốc 6 số nha anh em, số 28 1 triệu bao ship. Cây này nặng 10 kg nha anh em, đục 10 kg nha. Số 29 cũng ngó luôn nha anh em. Đó, thằng này có đông chen nha.
1500W luôn nha anh em. Này có tay cầm nha anh em. Có điều tốc 6 số luôn nha. Quên nó ghim điện trăm hoài rồi. Số 1 nha anh em. Số 2 nè. Số 3 nè. Số 4 nè. Số 5 nè. Số 6 nha. Một triệu luôn nha anh em, điện xin 220 nha, bao ship luôn nha. Ba mươi nha anh em, cũng nó luôn nha anh em, nhưng mà cây này tặng cho anh em cái mũi đục nha, nó dây điện rất là dài, cũng đều tóc 6 số nha anh em, đều tóc 6 số nha, điện xin 220 luôn, ghim điện trăm hoài ta. Đục 17 ly nha anh em. Đó. À, mũi nó nè, tháo nhẹ nhàng nha anh em. Đó. Đầu nó là gì nè anh em. Đó. Nó xài ra một bót vậy đó. Xuống nhẹ nhàng nha. Đó lên. Rồi, tặng cho anh em cái mũi luôn. Máy này tặng cho anh em cái mũi luôn nha. Em có mũi làm tặng cho nè. Số 30 nha, 1 triệu bao ship nha anh em. Xin 220 nha. Tặng cho anh em mũi luôn. Cái nào có mũi tặng mũi nha anh em, cái nào không có mũi là không có nha. Đó. Tới số 31 nha anh em, điện rất ok nha. Cây này điện 100W nha anh em. Điện 100W đục 30 ly của Hitachi nha. À, tay cầm này chế cho anh em nè. Nó mắc cái phản này, em làm lại phản này cho nè. Màn hình rất ok nha. Test đục rồi. Đục lần anh em. Nhẹ thôi. Rồi số 31. 1.450.000 nha anh em. Đục Hitachi nha, 30 ly nha. Số 31 1.450.000 bao ship nha anh em. Cái này tiền ship từ trăm mấy nha anh em. Rồi. 31 cũng là cây đục cuối cùng kết thúc clip cho ngày hôm nay nha anh em. Cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ. Rồi chúc anh em một ngày đầu tuần thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi cảm ơn anh em nhiều.